Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phóng nhá. Trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nút chung giúp em để không bỏ lỡ qua video này bên em. Số điện thoại 0937481666 chính là số điện thoại bán hàng trong video này. Vâng, ngày hôm nay thì em lại về được một số các loa bát, loa chép phân tần cho các bác luôn. Để các bác không mất thời gian, em sẽ báo giá cụ thể từng sản phẩm một và tình trạng của nó luôn các bác nhá. Mã số 1 ở đây là đôi xin lỗi là một chiếc bát 40 của Benziger các bác nhá. Bát 40 của Benziger. Đấy, Benziger Oronai. Đấy. Các bác nhá, bát 40, hàng bãi các bác nhá, có một chiếc. Cho bác nào phải làm nó kéo nó trước này. Tiếng rất hay, con này lời không hay em không lấy tiền các bác luôn. Đấy. Bát 40. Trông cũ cũ nhưng rất là hay các bác nhá. Nó thương hiệu của Đức các bác nhá. Benziger thương hiệu đến từ Đức. Một chiếc này em bán 700.000 bao ship anh em nhá. 700k bao ship. Đến mã số 28. Mã số đây là số 1 các bác nhá, mã số 1 này. Đấy, mã số là mã số 28 là một chiếc bát 40 hàng OHM. Ôi. OHM của Anh các bác nhá. Các nào chưa nói Anh quen thì các bác nhìn này là biết là loa của Anh rồi các bác nhá. Có đầy đủ trang web trang kiếc đầy đủ này. OHM hàng bãi các bác nhá. Đấy, tình trạng này em thay rồi, côn zin, màng zin các bác nhá. Côn zin màng zin cho các bác về làm súp thì quá hay luôn. Thích súp để gân này cũng được mà thích cái gân mút vào cũng được. Một chiếc này thì bán là 2.800.000 một chiếc các bác nhá. Nó xịn của Anh nên là đắt đó. Đó nhá. Mã số 2 đây là bát 30. Bát 30 của Pioler các bác nhá. Pioler, riêng đặc chủng của Pioler đấy các bác, nhìn cái xương của nó thì không lấn vào đâu được luôn ạ. Xương của nó cực chắc luôn các bác nhá. Và đặc chủng của dòng này không có dòng nào có cái dòng xương này luôn. Đấy. Lam châm là lam châm kép, là lam châm lồi liền khối các bác nhá. Nam châm liền khối với nhau ấy, chứ không phải là cái loại nam châm phụ đằng sau đâu ạ. Đây nam châm liền với nhau đấy ạ. Công suất rất mạnh không nhá, công suất rất mạnh. Loại này thì bản thân là trước đó em đã dự định nhà em làm để sang thay màng này để sang màng của JB 4312 đấy. Sắp tới em sẽ ra cái mẫu này. Thế và đây em cũng bán hoa dần cho các bác luôn. Đấy, côn zin, nhẹn zin, màng thì thay xong bằng JB các bác nhá. Đây nói có nào nói thay luôn cho mấy anh nhanh luôn. Bác nào cần thiết nếu mà về sau này mà nó hỏng nó cháy mà tháo ra đúng không phải côn của Pioler, em biếu cho các bác, tôi loa không cần lấy tiền, em cam kết bác đây là loa Pioler xịn các bác nhá. Đấy, đôi này là 1.700.000 đồng bát 30 các bác nhá, từ kép các bác nhá, bát 30 1.700.000 đồng một đôi bao ship. Mã số 2. Mã số 3 đây là đôi bát 30 hàng mới, hàng xưởng của Phaito các bác nhá, hàng Trung Quốc loại 1. Đấy, em nhớ các bác nhớ nhá, em không có nói hàng Italia thế cái đâu ạ, em chỉ nói là hàng Trung Quốc loại 1. Hàng xưởng các bác nhá. Cam kết nếu mà đây là hàng Việt Nam, em biếu không cho các bác một đôi loa không cần lấy tiền. Đấy. Bát Fighter tổ hàng loại 1 luôn. Đấy, tiếng cực sáng cực hay luôn, nếu em đã thử rất nhiều các dòng từ leo trong tầm giá này nhưng mà phải nói thực sự là con này tiếng nó quá hay trong tầm tiền. Đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều các đơn vị lấy cái loa này cứ nói là nó xịn nên nhưng em nói luôn các bác, loa này là loa Trung Quốc hàng loại 1. Em bán 3.500.000 một đôi từ leo các bác nhá, leo khối anh nhá, tiếng rất là sáng các bác nhá, bao ship anh em nhá. Mã số 4 hôm nay thì là có một em về được 3 đôi Benziger bát 25 kháng trở 6 ohm công suất 250W một chiếc các bác nhá. Nhưng mà hôm nay có sự đặc biệt là hôm nay về được mấy đôi này gân còn zin nguyên các bác nhá, gân còn zin nguyên luôn các bác nhá, còn zin còn đẹp nguyên luôn. Đấy các bác nhá, gân còn đẹp nguyên luôn. Đấy. Vẫn giá vẫn như vậy, vẫn 1.1 một đôi mới nhá. Gân còn zin nguyên còn chưa thay cơ. Còn đẹp nguyên. Gân nó đẹp lắm. Được coi nhá. Mã số 4. Vâng ạ, mã số 5 là một quả bát 40 của Bugena. Nó là thuộc tập đoàn cùng với Benziger đấy các bác nhá. À, con này thì nó quá dị rồi. Quá dị các bác nhá. Một mình nó một kiểu một tổ màng. Đấy, một chiếc này. Đấy. Một chiếc ngoài màng rất đẹp. Nó rất đẹp. Đấy, bát 40 gần nhất zin, tất cả zin. Ok, một chiếc này bán 700.000 một chiếc. Bao ship anh em nhá. Đấy, mã số của nó mã số 5. Mã số 5. Từ khá to các nhá. Hàng bãi. Beguna. Đấy. Ok, bát 40. Và làm bát cũng được hoặc thích làm lo kéo cũng được. Mã số 6 ở đây là một quả bát 50. Bát 50. Côn luôn này, to vật vã luôn. Đấy, côn vật vã luôn. Một quả. Đấy, bát 50 côn 100.
có nhá. 1.600.000 đồng một quả. Bao ship cho anh em luôn. 1.600.000 đồng một quả, mã số 6 có nhá. Con quả côn zin màng zin đẹp có nhá. Côn zin màng zin đẹp luôn. Mã số 6. Hôm mã số 7 hôm nay thì về được mấy cặp chép bãi hàng của Đài Loan các bác nhìn nhá. Chép này nó không khác gì chép 3G của Đức đâu nhá. 3G của thương hiệu Đức ấy. Không khác một cái gì gọi là có luôn. Từ cái keo viền của nó này. Đấy. Và cái đằng sau đít nó luôn. Chỉ dán mỗi cái 3G vào chắc là nó 3G. B3 đấy. Loa này nó quá hay em, tiểu tiếng rất là hay luôn. Hôm nay em về được khoảng chục cặp các bác nhá. Giá 180.000 một đôi. Bao ship cho anh em luôn. Mã số 7 các bác nhá. Mã số 180.000 một đôi. Phân tần của nó đây. Phân tần của nó đây, một bát bốn chép đây. Đấy, phân tần của nó hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi chất rất là hay. Các bác nhá. Phân tần này là một bát bốn chép. Đấy, nắp được bát 20 hay 530 luôn. Đấy, giá của nó 280.000 một đôi. Bao ship anh em nhá. Đấy, mã số 8. Mã số 7 nó là chép 180.000 một đôi. Mã số 7 chép 10, chép tròn. Đấy. Mã số 90 là phân tần bắt từ leo các nhá, các bạn hàng xưởng. Các bác nhìn cái phân tần các bác biết là nó đồ đẳng cấp nó như nào rồi. Phân tần từ leo, bóng xả, bóng xước đầy đủ, hàng xưởng các bác nhá. Và nó không phải hàng Việt Nam các nhá. Bác nào vào đây nói này hàng Việt Nam em biếu cho được phân tần luôn, không cần lấy tiền. Đấy, hàng xưởng nhập về luôn. Các bác nhìn thấy cái fit của nó. Đấy, đẹp nha. Chơi được bắt 25 30 40, 50 chơi được luôn các bác nhá. Giá của đôi phân tần này là 900.000 một đôi luôn nhá. 900.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Mã số 90 các bác nhá. Mã số 48 là phân tần 3 way. Phân tần một bát, một chung một chép luôn nhá. Đấy, hàng đặt. Đấy. Hàng đặt hàng xưởng các bác nhá. Một bát, một chung một chép. Đấy. Đánh được bắt từ 25, 30, 40 luôn. Đó nhá, chơi được hết luôn. Đấy, tụ tiếc làm sạch sẽ đẹp đẽ con này. 480.000 một đôi bao ship anh em nhá. Đấy. Mã số 11 ở đây là một đôi bắt 20. Hàng của Sigta Audio, ST Audio, hàng công nghệ của Mỹ, sản xuất tại Đài Loan các bác nhá. Các bác nhìn này, củ nó to vật vã luôn các bác nhá. Đấy, chạm đít 7 màu rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Côn của nó côn 49 các bác nhá. Zin toàn tập các bác nhá, zin toàn tập từ gân, từ màng. Đấy, zin toàn tập cho các bác luôn. 900.000 một đôi. Củ to vật vã luôn, côn 49, hát karaoke thì tuyệt vời luôn các bác nhá. Mã số 12 đây là lo Benziger bát 20, thương hiệu của Đức các bác nhá. Thương hiệu của Đức. Của nó là 6 ohm 200W, 8 inch các bác nhá. Đấy các bác nhá. Đấy, màng bóng rất đẹp các bác nhá. Giá đôi này là 900.000 một đôi. Các bác nhá, 900.000 một đôi, mã số 12. Đấy. Kèn Thạch Anh. Kèn Thạch Anh là 150.000 một đôi các bác nhá. 150.000 một đôi. Kèn Thạch Anh này. Đấy. Cả chép cả kèn luôn, 150.000 một đôi bao ship cho anh em luôn. 150.000 một đôi bao ship các bác nhá. Ok, 150.000 một đôi, kèn Thạch Anh. Mã số 10. Mã số 150. Chép BMB. Đấy, chép BMB. Côn 44. Hàng xưởng hàng loại 1 các bác nhá. Cốc nhôm thôi nhá, cốc nhôm chứ không nhựa đâu à. Hàng xưởng là 1. Côn 44, 850.000 một đôi các bác nhá. 850.000 một đôi. Đấy. Và chép BC. Chép BC của đó là côn 44, cốc nhôm hết các bác nhá. 750.000 một đôi. Các bác nhá, 750.000 một đôi. Keo dưỡng gân các bác nhá, keo dưỡng gân. Dưỡng được tất cả các dòng gân gân vải này, gân giấy này. Các bác nhá, màng vải. Đấy, màng giấy 180.000 một lọ này. Nó dùng được nó được một chỗ này thôi chứ không phải nhiều đâu các bác nhá. Nhưng quét được 3 4 đôi các bác nhá. Quét được 3 4 đôi mới hết. Đấy, 180.000 một nọ này. Bao ship anh em nhá. 180.000 một nọ. Vâng. Có mọi chi tiết mua hàng thì mọi người điện thoại trực tiếp cho đi, cho em số điện thoại 0937 481 666 anh em nhá. Hoặc Zalo số này luôn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.